Giá heo hơi hôm nay ngày 23 tháng 5 tiếp tục tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 6.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận tăng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Theo đó giá heo hơi tại Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang đang nằm trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Mức tăng 2.000 đồng mỗi kg được chứng kiến tại Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hà Nội. Hiện giá heo hơi đang giao động từ 57.000 đồng mỗi kg đến 59.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 57.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 57.000 đồng mỗi kg. Hưng Yên là 60.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 57.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 58.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 58.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 57.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 59.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 57.000 đồng mỗi kg. Chuyên quan là 57.000 đồng mỗi kg. Trước tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi đã tái phát trở lại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tỉnh Ninh Bình đã cấp hơn 10,6 tỷ đồng cho các huyện, thành phố để phòng chống dịch. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn tỉnh Ninh Bình đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã thành phố thực hiện nghiêm các giải pháp về chăn nuôi heo an toàn sinh học cũng như thận trọng trong việc tổ chức tái đàn và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh ninh bình tăng cường giám sát đến tận cơ sở hộ chăn nuôi nhất là tại các khu vực đã từng có dịch xuất hiện khu vực có nguy cơ cao nhằm nhằm kịp thời phát hiện khoanh vùng xử lý ổ dịch theo báo ảnh dân tộc và miền núi giá heo hơi hôm nay tại miền trung Tây Nguyên tăng 1.000 đến 5.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng trên diện rộng. Cụ thể, thương lái tại Lâm Đồng, Đắk Lắng, Nghệ An, Quảng Bình, Ninh Thuận và Bình Thuận đang thu mua heo hơi trong khoảng 56.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Sau khi tăng 5.000 đồng mỗi kg, heo hơi tại tỉnh Bình Định đang được giao dịch ở ngưỡng cao nhất là 61.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại các tỉnh còn lại được điều chỉnh tăng 3.000 đến 4.000 đồng mỗi kg so với ngày hôm qua, hiện đang dao động từ 57.000 đồng mỗi kg đến 60.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 56.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 60.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 58.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 58.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 57.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 61.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 59.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 58.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắk là 56.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 57.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 59.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng 2.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi tăng cao nhất 6.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, sau khi tăng 2.000 đồng mỗi kg, thương lái tại Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre và Sóc Trăng đang thu mua heo hơi trong khoảng 56.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Tỉnh Long An điều chỉnh giá heo hơi lên mức cao nhất khu vực là 61.000 đồng mỗi kg, tăng 6.000 đồng mỗi kg. Ngoại trừ Đồng Tháp, Cà Mau và Trà Vinh có giá heo hơi đi ngang, các tỉnh thành còn lại tăng 3.000 đồng mỗi kg lên khoảng 57.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 56.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 59.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 60.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 59.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 59.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 60.000 đồng mỗi kg, Long An là 6 .000 đồng mỗi kg Đồng Tháp là 57.000 đồng mỗi kg An Giang là 57.000 đồng mỗi kg Vĩnh Long là 58.000 đồng mỗi kg Cần Thơ là 57.000 đồng mỗi kg Kiên Giang là 58.000 đồng mỗi kg Hậu Giang là 60.000 đồng mỗi kg Cà Mau là 56 đồng mỗi kg Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg Bạc Liêu là 57.000 đồng mỗi kg Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 60.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 58.000 đồng mỗi kg.